Được chưa? Cái biến này tôi sẽ chứa các cái mảng con ở trong. Các mảng con này sẽ bao gồm là name này, name bằng Thu Trang, gender bằng 2. Được chưa? Ảnh image bằng kiếm cái ảnh Thu Trang, diễn viên hài Thu Trang là kiểu gì. Đây, copy. Đây, copy một cái ảnh vứt vào đấy. Làm sao? Không thấy ảnh của mình gato à? Không quan tâm. Đấy, một mảng này. Thứ hai, lại một đối tượng nữa. Thì tôi cứ đắp ticket nó lên thôi. Đắp ticket lên. Name bằng bằng nào bây giờ? Đoàn Văn Hậu à? Thằng hậu vệ của Việt Nam ấy. Một. Cứ nhân lên thôi nha. Đây là một người này. Cứ một cái mảng trong này là một người. Văn Hậu. Copy link address. Đấy. Ví dụ như hai người này chẳng hạn. Bây giờ tôi hiển thị ra ngoài màn hình thì tôi sẽ làm như thế nào? Được chưa? Xong chưa? Cái template của mình như này thôi. Thường thường mảng các cái phần tử ở trong nó đều giống nhau đúng không? Bây giờ mình truyền cái people này ra ngoài. Truyền cái people này ra ngoài thay cho cái biến ARR. Và quăng toàn bộ cái mới cái đi. Quăng hết. Mình không dùng đến thằng nào cả. Bây giờ làm sao mình hiển thị ra được cái mớ thông tin này thành một dạng bảng. Được chưa? Xong chưa đã? Rồi, bây giờ mình sẽ hiển thị nhá. Thì mình sẽ mở cái trang là homepage à. Homepage blade này. Mình sẽ có cái HTML trong này. Chúng ta sẽ có cái table trước này. Bình thường bao giờ là table. Thì ở đây mình sẽ là số thứ tự thì là để số thăng này. Tiếp theo là đến tên đúng không? Name. Gender. Giới tính. Và image. Như này.
Được chưa? Không chưa? Có phải xem lại web không? Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ hiển thị cái mỗi một cái phần tử này. Mỗi một cái phần tử này này là một cái dòng. Đúng chưa? Bây giờ mình hiển thị nó như thế nào? Chúng ta ở trong này rất đơn giản, chúng ta dùng a cộng for each. A cộng for each của cái biến là biến people đúng không? S tôi để SP chẳng hạn, tùy thích đặt nào đặt. SP. Thì bây giờ mỗi một cái dòng, mỗi một cái phần tử tôi sẽ là một dòng thì tôi cứ nhét cái TR vào đây đã. Mỗi phần tử là một dòng, tôi nhét một cái TR vào đây. Thì phần tử đầu tiên tương ứng với cái thăng đúng không? Cái thăng này thì tôi sẽ lấy nó là con số. Do đó tôi sẽ để là cặp dấu ngoặc như này và cái biến loop trở đến integration. Lấy ra nó là số thứ tự. Phần tử thứ mấy nằm trong mạng. Tiếp theo đến cái T thứ hai thì tôi sẽ là cái P ở phần tử tên là name đúng không? String name. Tiếp theo thì là gender. Và cuối cùng là image. Image thì chúng ta nó sẽ là phải nằm trong thẻ ảnh đúng không? Thì chúng ta sẽ là thẻ img ở đây. Thẻ img có cái src nó bằng với cái echo của cái p ở cột gender. Và mình sẽ cho nó một cái width. Width bằng 200 pixel. Sai gì? Gì? À ừ, image. Quên, tại copy. Quên tay. Nhức đầu thế nhỉ? Được chưa? Đấy cách mình vận dụng để hiển thị ra dạng mạng, dạng bảng. Chạy đi, có cái gì đâu mà không chạy được. PT Artisan Serve. Giờ vào localhost 8000. Ôi dồi ôi. In gì nhỉ? À không có chữ N. E I iteration. Không có chữ N này đâu. Iteration. Đây. Đúng chưa? Đúng chưa? Các bạn có ra thế này không? Lỗi à? Lỗi gì? Nó báo gì? Con đã xóa hết cái ấy chưa?
tôi đây là một cái file, một tôi tạo ra một file HTML nhé, tôi xóa hết nội dung cũ đi, bởi vì tôi không còn truyền những cái biến name, biến age, các thứ kiểu cái ra ngoài nữa đúng không? Và ở ngoài này các em vẫn còn dùng cái biến name, echo name hay age gì đấy là các em vẫn lỗi, và sẽ bị gặp lỗi ngay. Cú bù quá. Xem lại ở trong cái phần blade template document này nó có đấy, đánh số bắt đầu từ số 1 gì, vì sao 70 ở đâu, trang nào web.php dòng 70 á, tôi làm gì có đến dòng 70 đâu, đâu mang coi nào. Đấy, web đây. Đúng phải đâu. Phần tử mà. Hai phần tử của thuộc về mạng đây này. Tất nhiên. Chạy đâu ấy, không được. Ngáo. Đây này, cái này mới đúng đây. Đúng như thế, hai phần tử thuộc cái mảng to này có nhau dưới phẩy. Đây. Đó. End of view. Cái gì? Cái endpoint. Chiếu tia rò đúng không? Nhắc cái này vào thành IMG. Xong chưa, chạy chưa? Bây giờ cái gender này các bạn thấy nó đang là số 1, số 2 không? Làm sao để cho nó thành nam và nữ? Hả? Email một khỉ. Đây gender này đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Tại sao không viết như này? Tôi cũng không biết có chạy hay không. Mail đi. Female. Không biết có chạy không? Viết bậy viết bạ. Đúng không? Dùng được cái của nọ này ở ngoài view luôn. Hả? Thì phải dùng switch cái. Tôi nói là tùy từng trường hợp mà.
Chạy chưa? Hả? À? Điệp chạy chưa? Không lỗi được ảnh á? Có lấy đúng đường dẫn không? Có nhét vào thẻ IMG SRC không? Mang lên thế nào? Hả? Tôi, anh không lấy link nào ở trên mạng chả được. Nhà quê cậu không thấy cách tôi làm tôi lấy ảnh à? Đây tìm ảnh nhá, ví dụ ảnh Bích Phương này, đây hai mét này đúng không, như lấy ảnh này nhá thì bấm vào này chuột phải này, nhìn thấy copy 2m address không đây, thấy không? Còn này quê thế, chẳng biết gì. Mày copy kiểu này gì? Mày copy kiểu như này gì? Copy link address gì? Hay là copy từ đấy? Copy link address. Ôi giời, đây là copy IMAP address này thì được này. Nó tự động nó lọc ra đâu là ảnh, đâu là ấy mà. Đây nó lấy luôn ra cả cái ảnh này này. Đây là dữ liệu ảnh này. Thành nhà quê. Được chưa? Tiếp theo nhá, trong trường hợp nếu mà chúng ta nhìn thấy cái table chúng ta rất là xấu đúng không, đây là table của HTML thuần. Thế trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn dùng CSS thì làm nào, hay dùng JavaScript thì làm nào, thì đây các bạn để ý này, ví dụ tôi có một cái không, ví dụ tôi copy cái ảnh này về đi, ví dụ tôi copy cái ảnh này về nhá, về máy tôi ấy. Đây tôi copy cái ảnh này về vào đây, đây là cái ảnh đúng không, copy này, save image as, được chưa? Save thì tôi save vào trong cái project của tôi luôn, save vào trong project mình đang làm, save vào trong thư mục public này. Để tôi tạo ra một cái thư mục mới tên là image, tôi đặt tên ảnh là Thu Trang, Thu Trang, cái này Thu Trang rồi, được chưa? Tôi kiếm nốt cái ảnh này Văn Hậu. Văn Hậu, tôi copy luôn về. Save image as. Đây là Văn Hậu. Văn trừ Hậu. Xong nhá, tôi có hai cái ảnh ở trong này. Ở trong project public image của tôi. Đúng chưa? Có hai cái ảnh nhá. Bây giờ mình không lấy đường dẫn, mình sẽ có cái đường dẫn như này này. Đường dẫn đây là Thu Trang, Thu trừ Trang. Đây là Văn Hậu. Văn trừ Hậu chấm gpg, đây là sẽ là thư mục chứa này, image sc sược, được chưa? Đây là cái đường dẫn từ cái thư mục chứa của nó là trong public nhá, tôi có một thư mục image, sau đó tôi sẽ lấy ra là image sược Thu Trang cái gì đấy chấm gpg và Văn Hậu chấm gpg, được chưa? Nếu như bình thường cái ảnh này các bạn viết thẳng cái tên cái đường dẫn này ra, viết thẳng cái đường dẫn là IMAP kia ra thì nó có khả năng nó sẽ bị lỗi. Tôi nói là có khả năng không bị lỗi là khả năng nào, khả năng không bị lỗi là khi mà chúng ta ở trang chủ thì nó sẽ không bị lỗi, nhưng mà nếu mà tôi đổi cái đường dẫn web này thành cái đường dẫn khác ngoài cái sược trống này ra thì nó sẽ bị lỗi ngay. Thế vậy làm nào để tôi có thể lấy được ảnh ra ngoài thì tôi phải dùng cái hàm này, hàm asset, asset đây là một cái hàm
trong Laravel nó cung cấp sẵn. Nhớ nhá, hàm này là hàm trong Laravel cung cấp sẵn. Cái hàm này nó có ý nghĩa là giúp chúng ta truy cập vào những cái tài nguyên nằm trong cái thư mục public này. Được chưa? Những cái tài nguyên nằm trong thư mục public này, CSS, image, JS thì có thể được lấy ra từ cái hàm asset này. Bất kể là cái đường dẫn của chúng ta nó như thế nào. Được chưa? Thì chúng ta chỉ việc là ở đây tôi đã có cái đường dẫn mặc định của nó là imathuchan.jpg và vanhau.jpg từ cái thư mục imath rồi nhá. Thì bây giờ ở ngoài này tôi sẽ tiến hành là asset path. Cái path này nó sẽ bằng cái đô la p ở phần tử, ở phần tử là image, thì nó sẽ lấy ra được như bình thường. Thấy không? Tôi reload cái trang nó không có chuyện gì xảy ra. Đây tôi thử inspect cho nó ra cái gì. Các bạn nhìn thấy đường dẫn này này, nó ra thêm cả cái localhost, được chưa? Mà localhost của mình thì nó trỏ vào trong cái thư mục nào? Public. Được chưa? Public sược image sược cái ảnh là lấy ra được. Được chưa? Đây cái hàm asset. Hàm asset là hàm giúp mình truy cập đến các tài nguyên nằm ở trong cái thư mục public. Được chưa? Tương tự với vậy thì nếu mà trong trường hợp mình sử dụng cái CSS thì làm nào? Đúng không? Với CSS ví dụ tôi tải cái thư viện Bootstrap này, getbootstrap.com. Đó, getbootstrap này. Xong vào download này. Nó tải cho tôi cái thư mục là Bootstrap 4.1 về. Tôi mở nó ra, tôi giải nén một cái gì đây, đây giải nén nó ra thì nó ra cái thư mục Bootstrap 4.1.0, trong đấy nó có cái thư mục disk ấy. Tôi copy cái thư mục disk này, copy thư mục disk nhá, tôi pệt vào trong cái thư mục public CSS của public. Tôi tạo thêm một cái thư mục nữa là plugin, tôi pệt nó xuống đây và tôi đổi tên nó thành Bootstrap. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ truy cập đến cái file Bootstrap này từ cái màn hình kia. Thì tôi đơn giản thôi, tôi có thẻ link ở trên đầu này. Tôi có href bằng asset từ cái là plugin sược Bootstrap sược CSS sược bootstrap.min.css. Thì đến lúc này tự nhiên là cái trang của tôi nó sẽ có thư viện Bootstrap. Ở đây tôi thêm cái class vào, và table, và table trừ stripped. Đây tôi reload trang, các bạn thấy đúng của Bootstrap không? Đúng nhỉ? Đã áp dụng được cái thư viện Bootstrap vào trong trang của mình. Thì mình copy cái thư viện Bootstrap về, nhét vào trong cái thư mục plugin này, sau đó link từ cái thẻ này vào trong cái thư mục chứa cái file Bootstrap.css đấy, là xong.
đấy, link một trang một file JS vào thì cũng dùng cách này cho nó nhanh. Ngày xưa nó còn có thẻ link, nó còn có cái hàm lấy tài nguyên CSS luôn rồi, nhưng mà thôi dùng cách này cho nó dễ, thống nhất một một vài cách đỡ lằng nhằng, được chưa? Tôi chẳng nhớ đâu. Control Shift P. Không nhá, không nhá, đấy là đấy, tôi giới thiệu thêm cho chúng ta hàm asset, được chưa? Xong nhá. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta một cái nữa, đó là cái hàm link, à cái hàm mà route. Hàm route chưa xong đâu. Hàm route hôm trước là chỉ để lấy ra cái tên để chuyển nó sang một cái đường dẫn khác, đúng không? Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có thêm một cột th nữa về để chống th này, à, th để chống này. Ở dưới này chúng ta sẽ thêm một cái td nữa. Cho mỗi cái thẻ này chúng ta có một cái thẻ A, có href. Href này là cái đường dẫn đi đi đúng không? Thì href chúng ta sẽ dùng cái hàm route. Hàm route name của cái homepage này chẳng hạn. Homepage này, route của cái homepage. Và tôi để ở đây nó là cái class là btn, cách btn trừ info. Đây là edit chẳng hạn. Vũ Giang là thế nào? Vũ Hoàng Giang à? Xong nhá. Rồi. Bây giờ mình ra giao diện này. Các bạn hover vào thì nó là localhost 8000 đúng không? Ở đâu nó cũng là 8000 đúng không? Đúng nhá. Vậy trong trường hợp nếu tôi muốn nó truyền vào đây cái tên của cái thằng này. Cái tên của thằng name này vào trong cái vị trí của cái tham số optional slug này, tôi làm như thế nào? Đúng không? Cái truyền biến, truyền tham số lên trên đường dẫn ấy. Thì tôi dùng như nào? Thì tôi copy cái slug này. Slug này. Ở đây bên cạnh cái homepage này tôi phẩy một cái và tôi có một cái mảng. Một cái mảng tham số ở vị trí của slug thì mang giá trị là bằng $P ở phần tử name. Thì bây giờ các bạn xem. Thấy không? Thu Trang, Đoàn Văn Hậu. Được chưa? Cái này ấy, cái các bạn viết một cái mảng ở bên cạnh như này nữa. Cái mảng ở bên cạnh này, này thì đây là cái quy định, nếu mà trong cái đường dẫn của chúng ta nó có tham số, ví dụ như cái URL cái có name là homepage này này, có tham số tên là slug, thì chúng ta được phép viết ở đây là cái slug như này, tên ở trong kia như nào, tên ngoài này như vậy, và còn cái dấu suy ra này này là cái giá trị sẽ được đưa lên trên cái đường dẫn ở đúng cái vị trí đấy luôn, được chưa?
này nó sẽ giúp chúng ta sinh ra các cái đường dẫn dễ dàng hơn. Từ đây là cái phần mở rộng của cái hàm round. Xong chưa? Đấy, trong khi mà muốn truyền tham số lên đường dẫn thì làm cách này nha. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Đâu vậy? Đâu vậy? Không nhớ. Linh nào? Thiếu gì? Khánh không nhớ, trông mặt mày hoang mang rồi Khánh, không nhớ, sao gì lâu ấy, cần hỗ trợ không? Hả? Được chưa? Có cần chờ không? Không, tôi sẽ chuyển sang phần khác. Không nhá. Xong rồi nhá. Đấy, tạm thời chúng ta có bằng này thứ đã. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta thêm về cái phần layout này. Cái layout này thì chúng ta lại phải kéo ngược lên trên ở cái tài liệu Blade View ngay đầu tiên đấy. Định nghĩa một cái layout. Thì các bạn đọc trước cho tôi đi đã. Đọc trước tôi đi ra xem nó là cái gì, cái layout là cái gì và chúng ta làm cái này như thế nào. Đọc trước đi ra. Đọc tiếng Anh nhá, đừng có đứa nào dịch con tiếng Việt ăn vả đấy. Tiếng Anh cũng phải đọc.
Được chưa? Thế layout là cái gì? Trang, chị Trang. Chị Trang đầu gấu, nhanh lên nào. Chưa dịch được đã khó vậy à? Bọn này tiếng Anh kém nhỉ? Hậu layout là như nào? Ừ. Ồ, đây tôi giải thích. Phốt quá cơ. Như này nhá. Ví dụ như chúng ta có đường dẫn là home, là sượt như này. Vào trong homepage đúng không? Homepage thì nó sẽ ra cái là welcome.php. Chúng tôi lấy chữ bên được chưa? Cái này theo view. Tiếp theo là detail. Nó sẽ ra cái view là detail. Chúng tôi lấy chấm PSP. Đúng không? Như này đúng không? Thì như này này, vấn đề của chúng ta là như này. Nếu mà cái giao diện của chúng ta thường thường một website sẽ có một cái cấu trúc chung, đúng không? Chung ít ra là chung về phần header. Chung phần header và chung phần footer. Như này đúng không? Ngoài ra nữa là ở trên phần header nó có phần head và nó sẽ chung các file CSS, các thư viện về CSS, ở dưới lại chung về các thư viện về JS. Chuẩn không? Đúng nhỉ? Thế chả nhẽ file welcome này tôi viết ra thì tôi phải viết y nguyên lại phần header, y nguyên lại phần footer cũng như là CSS và JS. Trong một website có hàng chục view, chả nhẽ chúng ta viết hàng chục lần và sửa hàng chục lần, hay là làm như kiểu nông dân ngày xưa đó là include cái file header và include cái file footer ở dưới. Không ai làm như vậy, đúng nhỉ? Cái này nó rất là dở, bởi vì sao? Ví dụ như những cái trang mà một trong web ấy, chúng ta có thể có rất là nhiều những cái template giao diện khác nhau. Ví dụ cái trang chủ template, phần liên hệ nó sẽ có khác một chút về CSS và khác một chút về trình bày. Rồi thì cái trang mà quản trị nó lại khác một chút nữa, nó khác nhiều. Thực ra cái giao diện chung của phần quản trị lẫn phần client ấy, thì nó khác nhau khá là nhiều, và cả kể cả thư viện cũng khác nhau rất là nhiều. Thế chẳng hạn chúng ta viết một file như này hay là rất nhiều file, xong rồi sửa rất như này, đúng không? Như vậy từ đây cái vấn đề từ đây nảy sinh này, do đó người ta nghĩ ra một cái khái niệm, đó là khái niệm về layout. Layout của website thì các bạn cứ hiểu tạm thời hiểu nó như này. Cái layout của một website nó là người ta giống như việc người ta tạo ra một cái áo. Ôi vẽ thì xấu lắm. Tay, thân, đây là cổ, một cái áo khung như này. Bây giờ cái áo này cần phải trang trí các họa tiết khác nhau, đúng không? Mỗi một cái áo là có một cái họa tiết khác nhau, nhưng mà về tổng thể cái áo này vẫn như này. Ví dụ tôi có muốn một cái hình ABC nó đục một cái lỗ sẵn ở đây, cái áo nào đục một cái lỗ sẵn ở đây, có hình ở dưới nó đục sẵn một cái lỗ ở đây, đúng chưa? Bây giờ nếu mà cái áo dành cho thằng Giang này mặc thì thằng này nó muốn ở phần này in hình con chó, đúng không? Thì chỉ đơn giản lại thôi là người ta sẽ may vào cái chỗ này một cái con chó là xong, may vào đây một hình dấu cộng gì đấy là xong, không có thôi, không có thì nó vẫn màu trắng, được chưa? Áo cho cái Trang thì may vào đây là hình con lợn, đúng không? Lợn với cả chó cả lợn thì đơn giản là vẫn là cái ô đấy, vẫn là cái vị trí đấy, người ta chỉ đính vào đây một cái hình con lợn là xong. Thì ở bên web của mình cũng vậy. Cái giao diện ấy, thì thường thường người ta sẽ làm như thế này. Thường thường người ta sẽ tạo sẵn ra một cái khung website như này, có sẵn phần header, CSS dùng chung, footer và JS dùng chung, phần quảng cáo là phần aside, trang nào cũng sẽ có aside của phần client ấy. Giao diện của phần client sẽ viết chung như này,
nhá. Người ta đục sẵn một cái lỗ ở phần main content, tức là phần giao diện chính, cứ vứt sẵn một cái lỗ đấy. Sau đó cái giao diện nào ấy muốn hiển thị ra thì cũng kế thừa cái giao diện mẫu gốc này và viết nội dung cho cái phần ô trống người ta đục sẵn ra. Được chưa? Đấy nó là khái niệm layout. Layout là một cái bộ giao diện dựng sẵn ra của cái project. Sau đó là cái phần nội dung động này thì nó sẽ được sinh ra sau, được chưa? Sinh ra sau và nó kế thừa cái khung của giao diện của mình. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần layout này để chúng ta dựng. Thì nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta làm như đơn giản như này. Ở trong cái phần view ấy, tôi tạo ra thêm một cái thư mục mới. New folder, đây là layout. Layout SC nhá. Layout SC này. Trong layout SC này tôi sẽ tạo ra một cái file tên là client.blade.php. Như này thôi, client.blade.php. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ tạo ra khung HTML này. Ví dụ như ở trong này tôi sẽ có cái link đến cái file là plugin sược bootstrap sược css sược bootstrap.min.css. Phần khung phía dưới cái title, cái phần khung phía dưới này nó là cái phần ở body ấy, thì tôi sẽ có phần header. Có thể header luôn. Chúng ta để đây là header to vật dã như này. Được chưa? Tiếp theo là phần main, thẻ main. Thẻ main. Để đây là content. Được chưa? Sau đó mình ở phía dưới này nó sẽ có một thẻ assign. Một thẻ assign. Đây là assign. Và cuối cùng là mình sẽ có một phần footer. Một thẻ footer. Đây là footer. Và ở dưới này có một thẻ script. Một thẻ script gì đấy. Chúng ta có để vứt tạm đây đã. Ở đây chúng ta tiến hành đơn giản thôi. Console.log ra cái đây là chạy từ layout. Xong nhá. Được chưa? Tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ đục lỗ. Đây là cái thành phần chính của một cái giao diện đúng không? Bây giờ mình sẽ đục lỗ. Ví dụ lỗ đầu tiên nó sẽ là ở cái title này. Thì mình sẽ có một cái A cộng U. A cộng U.
y dài, y ngắn, LD, U. Đây là cái title. Tôi đặt tên cho cái lỗ này tên là title. Nếu mà người ta không điền giá trị vào đây thì nó sẽ mang giá trị mặc định là trang chủ. Hoặc là 1710 T3H gạch ngang PHP 1710. Ví dụ như này, đây là mặc định. Nếu không điền vào thì cái title nó sẽ mang giá trị như này. Xong chưa? Rồi, tiếp theo, phần này cũng phải là cái phần dữ liệu động đúng không? Thì mình sẽ có lại thêm một cái view nữa. View đây là content. Đặt tên là cái gì cũng được các bạn nhé. Các bạn thích đặt là cái gì đặt. View đây tôi đặt tên cái lỗ này là content. Và ở dưới cùng này tôi nên có một cái view nữa. View đây là ZS. Ở dưới các cái thẻ script đấy các bạn nhé. Bởi vì thường thường khi mà chúng ta chạy giao diện ấy, thì cái thư viện sẽ được đặt ở trên, sau đó xuống dưới thì mới là code của mình đúng không? Code thư viện này, code ZS này chúng ta cũng sẽ sinh ra dựa vào tùy từng màn hình. Xong chưa? Được chưa? Tiếp nhá. Bây giờ ở cái homepage.php này chúng ta xóa hết toàn bộ, chỉ giữ lại cái table thôi. Xóa hết toàn bộ đi. Chỉ giữ lại cái table này thôi. Giữ lại cái table này chúng ta viết ra. Được chưa? Bây giờ nếu chúng ta chạy này, chạy vào trang homepage, nó lại trở về cái máng lợn ban đầu đúng không? Tức là nó không còn được hưởng cái thư viện CSS của Bootstrap nữa. Và khi các bạn bấm F12 lên, nó cũng không có cái gì hiển thị ở console log này đúng không? Được chưa? Nó trống trơn, chỉ hiển thị mỗi cái hình cái table thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái nội dung này, cái nội dung table này ở trong cái trang homepage này kế thừa lấy một cái layout. Nó sẽ thuộc vào một cái khung nào đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái khung là khung layout client đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái là extend a còng extend của cái thư mục layout sược client. À, layout.client xin lỗi các bạn. Layout.client. Cái layout cái đằng trước dấu chấm ấy thì nó là tên thư mục, sau dấu chấm nó là tên file. Nó cứ tự hiểu là cái từ sau dấu chấm cuối cùng ấy, thì nó là tên file được kế thừa. Xong chưa? Tiếp theo, extend xong nhá. Mình không phải đóng, không phải end extend đâu. Chỉ extend một lần thôi. Tiếp theo mình sẽ điền vào những cái lỗ mình đã đục ra từ đầu. Ví dụ mình sẽ có ba cái lỗ ở ngoài này đúng không? Ba cái ô. Ở đây ô của mình là đầu tiên có ô là ô title đúng không? Thấy chưa cái title này? Thấy chưa? Thì mình sẽ có cái a còng section. Section title này. Cái title này mình sẽ cho nó mang giá trị là trang chủ chấm than đi. Đây là điền giá trị cho một cái vị trí mà mình định nghĩa ra. Nếu mà trong trường hợp cái ô đấy mình chỉ muốn điền một cái đoạn text nhỏ nhỏ thôi thì viết như thế này.
Nhưng mà trong trường hợp mình muốn điền toàn bộ cái nội dung của cái table, được chưa? Thì chúng ta sẽ có là lại a còng section. A còng section điền vào phần content với cái nội dung là cái table chúng ta vừa mới định nghĩa ra lúc nãy. Và nhớ là phải có end section. Đừng quên cái này. Đã mở section với một mớ các thẻ như này thì sẽ phải có cái a còng end section ở dưới này. Xong chưa? Bây giờ chúng ta chạy đi. Chạy sang homepage này. Thấy không? Nó có phần đây là header này. Cái tiêu đề này. Đúng không? Rồi cái phần footer size này, footer này. Và khi chúng ta bấm inspect lên. Inspect lên thì nó sẽ có phần là chạy từ layout ở trong console. Đúng chưa? Thì đây là cách chúng ta kế thừa một cái layout. Đây là cách chúng ta kế thừa một cái layout từ một cái view. View kế thừa một cái layout thì các bạn cứ định nghĩa a còng extend ở phía trên đầu kia và điền đúng vào, điền những cái section vào đúng những cái chỗ view mà chúng ta đã tạo ra ban đầu. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể thêm một cái view nữa ở đây. View. View. Đây là UGS đúng không? Lúc nãy chúng ta còn một cái OGS chúng ta chưa điền đúng không? Thì ở cái view ở quên nhỉ. Cái này là cái section thì quên. Section, đây là section JS này, thì ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể viết được cả script. Cả script. Ở đây chúng ta console log. Đây là chạy từ file homepage. Được chưa? Ra ngoài kia khi chúng ta reload lại, chúng ta bật F12 lên. Bật F12 lên. Wow, bật từ gì ta? Đây không? Các bạn thấy nó chạy được cả từ homepage, homepage layout sẽ chạy trước và cái chạy từ file homepage sẽ chạy sau. Bởi vì cái view ở ngoài client blade này của chúng ta, cái view JS nó được đặt ở phía sau của cái script chạy từ layout. Được chưa? Đấy là cách chúng ta tiến hành là xây dựng một cái layout, kế thừa một cái layout cho một cái giao diện view do mình sinh ra.
Được chưa? Bây giờ chúng ta tạo ra một cái đường dẫn nữa ở web PHP này nữa. Chúng ta tạo ra một cái đường dẫn nữa, round hai chấm là get test to layout function return ra một cái view, return ra một cái view, view này là test chấm test thôi. Thì chúng ta thử viết tạo ra một cái file là tên là test này, file view tên là test này, để kế thừa lại cái layout kia xem có làm được không. Bây giờ tôi sẽ đẩy code lên nhé để chúng ta có cái làm ví dụ. Tôi sẽ để lại homepage cho các bạn xem gì xem. Tạo ra một cái view để kế thừa cái kia đi. Kế thừa cái client. Kế thừa cái gì? Không thấy thích thì tạo hẳn ra một cái layout mới. Kế thừa vào đấy.
Viết linh tinh vào để thường thể hiện là mình đã kế thừa thành công. Cứ viết bậy tầm bậy tầm bạ vào đấy cũng được. Xong rồi à? Dễ. Chẳng có cái vẹo gì đúng không? Tí nữa nhét CNS, GS vào bên ngồi khóc. Nói thật đấy. Xong chưa? Hai thằng này xong chưa? Tại sao? Hả? Không chạy cái gì? Mang lên cả nào. Phải nhìn gì mà tốt hơn gì vậy? Đẹp mà lên. Chạy ai bảo mày đặt cái này ở phía sau của cái ghi kia, ở phía sau này làm sao chạy được. Ở đây này sao lại chụp được, bởi vì cái này nó vẽ hết tất cả những cái đường dẫn rồi đấy, nó thuộc một biến mà nếu mày viết vào đây nó sẽ thuộc một cái biến này, biến slug này, cho nên tất cả phải đặt ở phía trước. Đã linh tinh có chịu quan sát đâu. Nhớ nha các bạn nhé, đặt cái biến te, đặt cái route test layout ở phía trước của cái route get sược này, get sược slug này, đừng có viết sau, viết sau không chạy đâu, bởi vì cái thằng route này nó vét hết tất cả cái đường dẫn còn lại rồi còn gì nữa. Được chưa? Cho nên thằng này nó phải là đặt trước. Cái gì chúng ta viết nó phải đặt trước. Sao đấy?
Xong chưa? Hài lòng chưa? Có đứa nào cần hỗ trợ không? Mấy thằng lớp B9 và 09 xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép layout nhé. Bây giờ chị Trang ngồi cạnh mà không giúp đỡ được nó à? Chị Trang làm ăn như xin. Syntax error. Function là nghĩa là gì? Ông bá đạo quá ông ạ. Chơi hẳn function. Layout client. Layout OS gì của Mông Thánh. Sao cái gì? Chưa có bài lết. Cho phát tôi xuống đây bao giờ? Thầy vớ vẩn. Không, qua làm sao tắt được điều khiển? Liên thuyên. Copy về này. Xong rồi. Cái gì cơ? Cái gì không phải là người đơn giản cơ? Ai đấy? Ô, thằng này gấu nhỏ, dám xưng mày tao với chị. Gấu thật. To gan thật. Nhỏ, sang nhỏ.
Cái gì đấy? Con nào nghịch ngợm chuột gì đấy? Đấy, con đất ơ này. Không được nhẹ. Là được nhẹ. Không được nhẹ. Thằng kia mày văng tục gì đây? Đàn ông đàn nam tục tĩu. Không tắt đi được. Với cái này thầy từ từ thầy xin cho em khai test nhở, để xem lại cái test nhở. Sao nó hình như nó chưa ra thì vậy. Dạ cái đó nó sao thầy, em kiểu nó có không động nhưng mà cái chỗ kia chỗ ngoài đúng ảo. Mày có viết cái gì vào đây đâu. Đấy là phải em sắc sừng chứ nói không bao giờ nghe. Em tưởng là ừ được. Mày lười nó vừa thôi. Những cái chỗ nào mà viết ít thì người ta viết như này thôi. Tầm mà... bậy tầm bạn. Với gì em mày viết như này à? Đây như lên rồi nè. Xong chưa? Tiếp theo mình sẽ ghép cái layout nào thôi rồi tập trung lên đây. Tiếp theo mình sẽ ghép cái layout giao diện cho cái các cái thư viện cũng như là phần trang chủ nhét vào đây cho một cái theme từ một cái theme. Để tôi xem là tôi còn cái theme đấy không. Cái gì đây? Leather CMS. Để xem cái này. Cái này như team này mua mất tiền. Trông có vẻ quay lâu. Quay nhanh như thế nào? Này thì mua mất tiền đấy, mười mấy đô đấy. Đây về trang chủ. Sao không nó không tải được cái gì nhỉ? Lỗi. Accept deny for document.
chung là cái này chạy được. Để tôi sẽ share cho các bạn cái này. Rock Home. Cũng lỗi luôn. 7. Phải. Một đống store mà. Để xem cái store nào. Có cả game này. Hay thử game. Cú quay. Đậu. Cái gì? À 576 mấy đi rồi. Game store. Đây rồi. Game store. Lâu lờ luôn nha. Thôi chúng ta bàn làm bán game nhá. Đưa tiền đây. Mỗi đứa một đô, nhanh lên. Thôi á, thôi là như nào. Không có chuyện thôi nữa gì ở đây cả. Đưa tiền đây, tôi bán lại cho. Để xem này. Mình là người có tiền mà. iStore này làm sao mà chạy lâu thế này nhỉ? Không báo lỗi đầy. Thôi thì làm game. Nhìn xịn vãi. Không biết có đủ thời gian làm không? Để coi xóa cái này đi coi được không? Sao mà cản được tôi? Trông này có vẻ đẹp nhỉ? Đơn giản. Này thì đơn giản. Tab mà. Shop. Không đơn giản đâu không? Mới kiếm cái khác vậy. Một là sẽ là làm game. Hai là sẽ là làm shop bình thường. Drug là cái gì nhỉ? Đẹp phết này, cái này cũng đẹp này. Cái này làm đồ gia dụng được này. Úi giời. Chất như cây quất luôn. Nhưng mà cái này sao lại để trắng này nhỉ? Chắc là để làm slideshow. Chắc là slideshow để đây rồi. Nhưng sao không có slideshow nhỉ? Lỗi gì đây? À lỗi file. S content CDN Instagram. Chắc là chỗ đấy nó có sẵn ảnh. Nhét ảnh vào là chạy thôi. Để kiếm cái nào không bị lỗi. Sử dụng cái này còn nào. Đây là bán thuốc. Vật dụng. Digital store. Rồi, sao lên demo của Boss Team này. À, đây Boss Team này. Có nhìn thấy không? Ôi, lỗi này. Mình bị lỗi nhiều quá. Shopman. Thôi, làm game. Lấy kiểu gì? Mày lấy kiểu gì? Ấy lại á?
ông cái code lại á, mày đi code đi bao giờ mới xong? Có phải sửa lại có về kiểu gì? Có phải có không nhận sửa code không? Code đi, ông code là tôi mua lại của ông luôn. Tất nhiên là có sửa code, thế bảo là đưa tiền đây. Rồi chúng ta làm game nhé. Sẽ làm game. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái phần này để tôi xem cái giao diện của nó gồm những cái gì đã. Nhưng mà không, tôi không share cái này đâu. Các bạn đu USB để tôi post thôi, chứ không share lên mạng cái này đâu. Share lên rồi ảnh hưởng về cái ấy của tôi. Đu USB này. Gì? Không có blue, blue gì cả. Để xem nó có những cái JavaScript gì. À, chuyển hết sang NTFS, chuyển hết sang FAT32 nhá. Máy nó không đọc được NTFS đâu. Cái chuẩn này. Bô khỉ nó vứt hết JS lên trên đầu này bao giờ không? Ok được rồi. May mà nó chỉ ở trong này thôi. Format lại chuyển sang FAT32 thì tôi mới đọc được cái máy tôi nó mới đọc được. Linux không thể nào đọc được NTFS hết. Game này sao không chạy được nhỉ? Lỗi gì? FAT32. Chắc là mở bằng Safari sẽ được. Ồ, không mở được Firefox luôn mà. Đấy, đây, lên Safari được luôn này. Thế chứng tỏ là tất cả mọi thứ lên Safari của tôi sẽ được. Bất kỳ cái nào lên máy các bạn cũng sẽ được. Bởi vì do tôi tắt cái ấy kia đi thôi. Tí nữa tôi mở lên là chạy được ngay này. Đừng bảo cái này lỗi nhé. À cái này lỗi đi. Ok, không sao, dùng cái game này. Gì đấy? Hai mươi mê cơ mà.
blog nhiều thế. Rồi, xong cái này rồi. Chụp lại. Một đứa này. Không nhận luôn mày. Đây, copy đi, lấy chưa? Ui, tí nữa mấy nữa đến admin thì lại phải đi cóp ấy mà. Admin lại một team khác nhá. Admin một team khác mà client một team khác. Đấy, xong rồi này, tắt cái blog đi là xong. Xong. Đây, biết ngay là slide ở đây mà. Cái drop này cũng hay này. Dễ nhìn, nói chung là nó dễ nhìn. Xịn vãi. Bỏ 19 đô ra đáng đồng tiền bát gạo phết đấy. Xong chưa? Nhanh lên, copy của nhau nhanh lên. Cái gì? Cái đấy nó không ra tiền. Chết đờ là gì? Kiếm đồ, buôn đồ. Ơ, cái đồ chơi chơi nhặt được là của mình luôn à? Vâng. Ồ. Ừ. Nhưng mà liệu bao nhiêu thằng? Thằng ở lớp em hiện tại được. Mua nhà rồi à? Vâng, em thấy nó máy tính, điện thoại, rồi xe máy mua hết rồi. Sinh viên. Thế được rồi. Cố gắng tháng làm con xe máy mới được. Bây giờ cứ một đồng chỗ đi học lên điểm danh đồng của bạn. Học lên cố lấy cái bằng các bạn. Bày xong đi theo chân nó đi. Chẳng 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 mua. Chạy cũng có chơi thôi, chỉ lên nó làm trung gian rồi. Tôi tưởng nó hai USB mà copy hết đi, chuyển cho nhau đi. Hai cái mà. Ơi. Hả? Tôi đi về đi. Ừ, nha. Ừ, ok. Mua một cái team này là mình dùng được cho nhiều dự án làm về shop này. Nhưng
Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta bóc cái, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta ốp cái giao diện này vào. Thì bây giờ mình sẽ ốp như thế nào? Chúng ta mở cái project ra nhé. Mở cái thư mục game ra. Các bạn thấy trong này nó có CSS này, có phông này, có IMAP này, có JavaScript này. Thấy không? Đúng không? Copy cho bằng hết. Copy cho bằng hết cái này. Được chưa? Không nhá. Xong rồi mình sẽ paste vào trong cái thư mục project của mình. Project này, new này, public này. Thì chúng ta sẽ tạo ra ở ngoài này một cái thư mục mới. Thư mục này tên là, ví dụ như kiểu là team đi. Đây là team đi. À đây là nào nhỉ? Đặt nào giờ nhỉ? Game SC cũng được. Cho nó chuyên nghiệp. Bệt vào trong đây. Vứt hết tài nguyên rồi đấy. Hả? Ồ, SSD hả? Ừ. Xong chưa? Tiếp tục. Tiếp theo thì mở cái file index này ra. Các bạn mở nó ra bằng Solimp Text ạ. Mở ra một Solimp Text này. Được chưa? Ctrl A, Ctrl C. Được chưa? Ctrl A rồi Ctrl C. Sau đó là vào cái layout client này này. Ctrl A, Ctrl V. Paste hết vào trong đấy. Vứt hết đấy, tí mình sửa sau. Được chưa? Xong chưa? Có vào cái layout client này. Cái thằng Khánh này rất có vấn đề về nghe nhé. Đang cái gì mà đang? Tại sao chúng nó làm được mình không làm được? Xong chưa? Vứt vào trong cái client.blade.php. Được chưa? Tiếp theo bây giờ mình phải đi sửa cái bay href này, các bạn vứt đi nhá. Đây này, cái bay href này, vứt đi. Nó có cái dòng 16 á, cái bay href này vứt đi. Cắt nó đi. Được chưa? Tiếp theo chúng ta bôi đen cho tôi cái href này, image này. Thấy không? Các bạn Ctrl H. Đây, Ctrl Shift F hoặc là Ctrl H gì đấy tôi không nhớ. Để nó hiển thị ra phần file và replace này. Miễn làm sao Ctrl F hay là Ctrl Shift F hay là Ctrl H gì đấy tôi không nhớ. Hình như là Ctrl H thì phải. Để nó show ra cái phần file và replace. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi copy cái href của image này. Paste xuống dưới này.
Thấy không? Thấy nó bôi vàng một cái phần đầu tiên nó gặp không? Thì chúng ta sẽ sửa lại thành như này. href bằng đóng mở đóng ngoặc này, asset đóng tiếp phẩy image như này. Này nó hơi vất vả một tí nhưng mà chúng ta chỉ mất một lúc thôi, bị hiểu rồi thì chúng ta biết cách làm ngay mà. Được chưa? Xong chưa? Copy cái này vứt xuống đi, đừng có mà gõ lại nhá. Được chưa? Thằng Khánh không chưa? Rồi bây giờ thì replace all. Nó lỗi kệ nó. Nó đỏ lòm lên hay không như nào kệ nó. Được chưa? Sau đó nó sẽ là cái chúng ta copy control shift F cái nữa, à control H cái nữa. Cho copy cái phần src sửa đến JavaScript sửa nghe. Thế đây cái href mình thay bằng src bằng asset của cái JavaScript. Tức là thay đến đúng cái đường dẫn thực tế ở trong project của mình. À chết mẹ rồi, cái này phải là game chứ. Games image này đúng không? Games image đây này. Do chúng ta đặt tên nó là thư mục game xong rồi đến thư mục image, cho nên các bạn thêm cho tôi cái game SC vào. Ví dụ Ctrl Z lại, Ctrl Z lại từ đầu này. Được chưa? Tôi sẽ có cái href. Href image này. Thì tôi sẽ có cái href này. Trong này là mở cái echo này, asset mở ngoặc phẩy string a games sược image như này thì mới đúng. Sau đó replace all giống như nãy, sau đó lại control shift F và control H, tôi tìm đến thằng src JavaScript, tôi thay xuống dưới. Tôi replace hết đi. Ồ, sao có mỗi thằng nhỉ? Hả? Để tôi làm lại nhé. src bằng JavaScript này thay bằng src asset game JavaScript, có sai gì đâu. Sau đó replace all. Mình thấy có gì đấy sai sai. Đóng tí nữa đóng. Bây giờ thay hết ở đầu đã rồi tí nữa đóng. Cứ cầm đèn chạy trước tàu hỏa. Không. Theo được, theo được thôi, kệ không. Tiếp theo đến CSS này lại href, JavaScript, boot theme, bootstrap cái gì gì đấy. Thì mình lại control shift F tìm đến cái link href JavaScript này. Đấy, nó bồi tìm đến tất cả những cái thằng như này. Sau đó mình sẽ thay bằng href asset games JavaScript replace all. Tiếp theo đến CSS, thay tương tự đến CSS thì là href CSS này.
mình đã thay hprep bằng asset games css replace all. Thay hết. Kiểu gì trong này nó cũng sẽ có phần ảnh image. Đây này. Xong tiếp theo thay đến ảnh thì là src sượt image. Src sượt image thì tôi cũng thay cái src này bằng games image. Thay hết cả. Đó. Xong sau đó bây giờ chúng ta sẽ đóng. Đóng thì chúng ta copy cái đuôi này. Ctrl Shift F này tìm cái đuôi này. Đóng đuôi JPG chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đóng nó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ là chấm JPG. Đóng cái string vào. Sau đó là đóng ngoặc. Rồi đóng cái echo. Rồi đóng phẩy kép. Đây là đóng. Đóng sẽ như thế này. Vệt vào. Lại Ctrl Shift F. Thay đủ đuôi. GF. CSS. Tôi trên mẹ rồi rồi. GF tôi chưa thay. Đây là GF này. Đó. Đến CSS. Sau đó đến... sau đó đến png. Chắc không có gif đâu. Không có ảnh gif đâu. Đấy, tôi thay xong. Thế là hết. Thế là xong, áp dụng xong cái theme vào trong cái này. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là sửa cái web từ cái trang homepage này này. Homepage này tôi đẩy ra layout.client. Bây giờ tôi vào lại trang chủ phát là được luôn. Thấy không? Nguyên vẹn. Ốp sạc. Không bị lỗi một cái gì luôn. Xong phim. Thôi, dễ nhất là như này. Tôi đẩy lên Smart Git, đi copy về cho nhanh. Ơm khổ. Chỉ hướng dẫn nói đùa, chỉ hướng dẫn thế thôi. Còn tốt nhất là đi lên copy về. Chứ sức công các bà mà theo được mấy cái vừa rồi thì hơi nhọc đấy. Lên copy cái file client layout client về, copy nguyên vứt vào đúng thư mục, ném CSS JavaScript vào đúng thư mục là chạy. Có thế thôi. Đẩy lên lâu nhỉ, nặng quá, hơn 10 mê, 20 mê. Đấy, đẩy lên rồi đấy. Lên copy cái file client blade này về. Mệt lắm. Thank you.
test đi, chạy xem có được không. Cái web này trỏ sang cái file layout client nhá, thì nó mới hiển thị nhá. Copy cái file layout client này về xem có chạy được không. Quên một mí cút chạy. Cái hành động tôi vừa làm là replace các lớp kiểu ấy, đấy nó là tìm về các cái file với tôi chọn lại sang thư mục ở trong public của mình và để nó chạy thôi. Đang trong phổ đấy được. Tuy nhiên. Có ấy thấy sao xong rồi. Quên. Hãy đọc sao không có được khái nữa. Cái gì đâu? Tại chúng ta nhanh sống phải thông minh được gì nhá. Hồi cô đem copy quên cô nhảy đâu cả. Học chưa? Thì tài nó quay đều này. Tôi mẹ nó hết rồi đâu. Em có nhưng mày có ném đúng như một không? Public. Mở public ra. Mày có đường vào game không? Mày như thằng áo ngơ ấy. Nó ai có bao giờ nghe đâu. Mày làm gì đấy? Mở cái thư mục game bằng cái Windows Explorer ấy. Bằng cái quản lý thư mục ấy. Mở cái thư mục game ra. Chẳng được nói có được nghe đâu. Đấy đi. Rồi, vào kia copy hết lại tắt đi. Số bọn này giờ không biết dùng máy tính à? Mày dùng kiểu gì vậy? Có biết Windows E là mở máy computer không? Mày mở thêm một game mới, mày cầm mày copy từ bên này sang bên kia phải nhanh hơn không? Chắc điều bọn này dùng học hành kiểu gì? Hai mươi mấy tuổi đầu như thằng trẻ con. Tao là làm gì? Không biết đâu. Mở cái tin ra. Suốt ngày thấy gái cú các thứ các kiểu. Học thì rốt. Copy đấy, copy cả cái JavaScript nữa. Không phải đi copy làm gì. Copy vào. Lại kéo. Bên kia mất mẹ luôn. Mở lại bên kia coi. Lại kéo về. Có chơi game không hả? Hả? Có chơi game không? Ông mà chơi game trong đồng lộn với chửi học chó suốt ngày luôn. Tôi thề với ông luôn. Có những cái hành động rất là ba chấm. Người ta làm cho đến tận chân răng rồi bây giờ chỉ nuốt xuống không nuốt được. Xong chưa? Xong rồi reload đi. Không phải làm gì. Ôi mẹ ai cả, reload. Đi ra rồi. Đây là lỗi ảnh ở đây. Hình như của mình cũng bị lỗi rồi. Mà con như này thì của mình cũng bị lỗi. Lỗi cũng lỗi. Lỗi ảnh đúng không? Đúng rồi, lỗi ảnh. Lỗi hết ảnh rồi. Vậy tôi phải xem lại cái client của tôi. JPG đúng không? JPG này. Đúng mà. Chạy ở cái À, đây.
đây cái asset src này tôi mới có đóng mà tôi không còn mở. Sau nãy mình làm cái này rồi mà nhỉ, nãy mình làm cái này rồi mà. À, cái này của tôi nó bị xung dòng. Cái này của tôi nó bị xung dòng. Nó dài quá. Cái này mới đúng này. Úi dồi, nó nhiều quá trời. Thôi thì dùng kiểu này vậy. Sao lại xuống dòng nhỉ? Bọn lợn này. Vẫn lỗi. Lỗi gì ta? Ở đây hết lỗi rồi đây. À không, vẫn lỗi. Chờ đi, tôi tìm nốt cái lỗi này đã. À, ui giời, chết tôi rồi. Còn mấy cái đường dẫn mà nó, đường dẫn ảnh nó lấy từ ngoài về. Các cái đường dẫn ảnh nó lấy từ ngoài về, chúng ta phải bỏ qua. Đây. Chờ đi nhá, để tôi tìm lại mấy cái này. Có đâu? Có đâu nhỉ? Đâu đào cái này đâu ra ta? Đâu đào cái này đâu ra nhỉ? Đây nữa chứ. Cái này lỗi nhiều lắm. Sửa này cũng mệt. Mấy cái trò này nữa chứ, bố khỉ. À, gì mà data lazy load nữa đây, nhiều thế. Chờ tí để tôi đi sửa lại cho, tôi vứt lên đây. Đây nữa. Ra một loạt này mà cũng nhọc. Thế cái nào trắng là bị lỗi mà.
này nữa. Nhiều thật. Đù. Lỗi do khoảng cách. Sao được rồi ạ? Đánh nhau lên. Bậy nhỉ. Để xem cái ảnh này nó đi đâu. Ảnh này là localhost 8000 IMAID Catalog Boss Blog I made. Này đâu ra vậy? I made này. Catalog này. Boss blog này. Demo 13. Demo có mà. Ừ, con sau này mình tự thêm ảnh của mình vào chứ. Được, con quay lại xem mình lỗi gì. Lỗi gì nhỉ? Mình chẳng biết mình sai gì. À, cái này thiếu game. Ôi dồi ôi, óc chó. Chán kinh. Đây. Cái đoạn này của tôi thiếu cái thư mục game. Đấy, tôi tìm lại một đống lỗi. Đấy, còn có 8 cái ảnh lỗi rồi. Đến hết chưa? Đúng rồi nhá. Bây giờ xem 8 cái ảnh lỗi là 8 cái ảnh gì. Tweak Flag gb.png gb. Đây rồi, còn cái thằng này nữa. Game. Còn mấy lỗi nữa. Đây, còn BGR menu 2. Menu 2. Đây rồi. Lại thằng này.
thêm một cái này, video.jpg, video.jpg. Này sai gì nhỉ? Này thiếu cái đóng ngoặc. Normal.jpg. Cái này thì lấy link ở ngoài, do nó lấy link từ bên ngoài cho nên là chúng ta bỏ cái này đi. Chắc hết rồi, thơm luôn. Sao chúng này chúng huê hua chúng hoát nhỉ? Thôi kệ nó. Rồi, tôi đẩy code lên. Còn copy lại cái file ấy nhá. Copy lại cái file client ấy nhá. Twister. Các bạn yên tâm dùng cái này đi, bởi vì nó là đem team đem bán mà. Mà đã team đem bán thì các bạn biết là nó phải làm kỹ đến như nào. Không có chuyện làm ăn vớ vẩn. Ví dụ tôi giả lập thiết bị di động. Tôi để iPhone 6 này. 100% này. Các bạn yên tâm là nó đã làm hết rồi. Chúng ta không cần phải làm thêm quá nhiều thứ đâu. Đấy. Dùng team nó sướng nhất ở cái chỗ đấy thôi. Đỡ phải code nhiều nhưng mà nó cũng mệt. Mệt bởi vì chúng ta phải sau này chúng ta customize sẽ khá là khó. Nhưng mà để chúng ta không có đủ thời gian để code ra nguyên một cái team như này. Cho nên đành phải chấp nhận thôi. Chẳng còn cách nào khác. Ra chưa? Chạy chưa? Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ nãy giờ có tổng kết lại một chút nhá. Nãy giờ chúng ta dựng team. Nhưng mà dựng team ấy xoay quanh những cái vấn đề như sau này. Cái thứ nhất là cái view. Cái A cộng view. Cái thứ hai là cái hàm asset. Đúng không? Nãy giờ dùng hàm asset cực kỳ nhiều. Chẳng có cái tài nguyên nào từ public mà không thông qua hàm asset cả. Chỗ nào cũng động đến. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần là chia cái website của chúng ta ra chỗ nào là động, chỗ nào là không động. Được chưa? Thì ví dụ như nào tôi chia như nào? Thì các bạn để ý này. Thường thường cái phần title này tôi giữ nguyên. Đúng không? Cái phần title này tôi sẽ có cái view, tôi sẽ cho to nó ra. View. View đây là title, như lúc đấy nó không khác gì cả. Giá trị default nó sẽ là vẫn là cái OpenCart Leather Store. Thì đây là T3H Game Store. Đây giá trị mặc định. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chưa? Làm gì mà lâu vậy? Không load được cái gì? Mang đây rồi à? Thì mang lên đây.
trên gì hết rồi anh nhỉ? Làm gì đây? Đây, network này. Tèo hết rồi này. Tao. Nó chẳng bị gì cả, cái này là do Windows. Cái CMD của Windows rất là lỏng. Phải động vào nó mới chạy. Đây, chạy cho nó load luôn. Ông làm lỗi hết, bùng hết CSS, JS của nó. Có nguyên cái này không? Copy cái mới nhất chưa? Cái copy lại nó chạy không mất tôi cái gì? Cái gì đây? Xong chưa? Tiếp theo chúng ta tách bớt ra. Chúng ta không để cái phần link các thứ ở đây đâu nhá. Chúng ta thấy nó rất là nhiều thư viện đúng không? Chúng ta cắt bớt nó ra, ví dụ cắt đến phần CSS này. Đến phần CSS từ đầu, quan để ý này, từ đầu, từ cái link đầu tiên, từ cái thẻ link đầu tiên này này, cho đến cái thẻ CSS cuối cùng. Đây, thẻ link CSS cuối cùng này. Chúng ta cắt nó đi. Cắt nó đi. Cắt nó đi để làm gì? Để bây giờ chúng ta sẽ tạm thời như này. Tạo một thư mục mới ở layout, đặt thư mục là gạch dưới share. Gạch dưới share. Trong này chúng ta sẽ có thêm cái thư mục là client. Và tôi tạo thêm một file tên là css.blade.php. Trong này tôi pệt cái nội dung vừa rồi vào. Đây, tôi tạo ra thư mục là share này. Share này trong layout này. Thư mục client tạo ra file css.blade.php. Tôi pệt toàn bộ cái code link với các thứ kia vào. Tôi vứt hết rồi đây. Được chưa? Nếu mà như thế này thì chúng ta sẽ khi mà load lại trang ấy, nó sẽ bị lỗi tùm lum thôi, chẳng thiếu rồi này. Bởi vì nó sẽ không có CSS thì nó sẽ bị lỗi như này là chuyện bình thường. Bây giờ làm sao để lấy được code từ bên này, từ cái bên file CSS này này, tương sang bên kia, tương sang bên này, thì chúng ta có một cái a còng include đường dẫn đến cái file CSS này thì chúng ta sẽ có là layout chấm gạch dưới share chấm client chấm CSS, không truyền data gì cả. Đây là include, tức là nhét một cái nội dung CSS vào trong này, nhét nội dung của một cái file CSS vào, một file blade vào. Trong cái file blade kia là chứa toàn bộ CSS của chúng ta. Tiếp theo thì tạo ra thêm một cái file là file js.blade.php. Tạo file này ra thì các bạn hiểu là phải làm gì đấy. Copy toàn bộ cái mớ tài nguyên của js ở dưới này. Copy hết nhá, đến hết phần head này. Cắt đi. Vứt vào trong file js.blade. Và ở phía client này tôi lại a-include layout share client js. Vứt vào đây. Như này. Mục đích để làm cái trang của tôi nó ngắn bớt đi. Nó ngắn bớt đi. Không để nó dài quá làm gì cả. Quản lý nó rất là mệt. Khi mà chúng ta làm kiểu này này thì khi mà chúng ta tải lại nó lại như bình thường. Này có lỗi gì ta?
nó lại tải lại như bình thường, không vấn đề gì cả. Được chưa? Khi mà ném vào file mà chúng ta tải lại nó không có vấn đề gì ạ, thì là chúng ta làm thành công. Xong chưa? Tiếp theo cái phần các bạn để ý này, nó có một cái phần comment là loader này này. Cái loader này này. Thấy không? Cái loader ở dòng 25 sau khi đã cắt đi ạ. Chúng ta sẽ tiến hành là cái deep chứa của cái loader này, chúng ta cắt đi luôn, back sang cái file khác để đây tạo file là loader.blade.php, vứt vào đấy, vứt cái loader.blade.php vào đấy, và ở đây chúng ta lại include cái file loader, chia bớt ra, chia nhỏ ra để sau này sửa tìm cho dễ. Xong chưa? Được chưa? Xong rồi gì? Tiếp theo chúng ta chia tiếp cái phần header. Các bạn để ý cái phần header nó rất là to, code rất là nhiều. Để ý không? Phần header nó rất là nhiều luôn đấy. Đây, header kéo dài đến tận đây. Hiểu chưa? Nó rất là dài. Bây giờ chúng ta phải tìm ra phần header của nó từ đâu đến đâu. Để tôi tìm cho. Đó, đi tìm. Row không phải thằng này rồi. Đây thì header. Top header. Whitebox đây. Cái div có ID là header, BT header. Anh tin nhìn thấy không? Nhìn này, tôi hover vào, tôi giữ chuột ở cái div header này. Tôi để trạng thái hover nhé. À quên nhầm này. Đây, tôi giữ chuột ở cái BT header này, các bạn thấy nó sẽ chiếm từ đầu. Thấy không? Cái vùng màu xanh là từ đầu đến hết cái chân này. Hết cái chân này. Thấy không? Nhưng mà thực tế ra của chúng ta không phải trang nào nó cũng chiếm cả cái slide này đâu nhá. Header thực sự ấy, nó chỉ là cái phần này thôi này. Phần top header này với là cái header thực sự này. Còn cái slide kia nó không bao gồm trong header. Được chưa?
thì chúng ta tìm cái thẻ div nào có cái class là top header ấy. Thấy chưa? Tìm cái class nào có cái div nào có class là top header, hover ra ngoài cái dòng 31 này. Kích vào đấy để nó thu nhỏ lại. Kích đấy nó thu nhỏ lại. Thì chúng ta copy toàn bộ cái phần này. Cắt xử đi. Tạo ra file header lưu vào. Client new file top-header.blade.pp vứt cái này vào. Bôi đen hết xong rồi indent lại, edit line re-indent. Đấy. Bởi vì nó rất là dài. Nhiều cực kỳ luôn đấy. Sau đó chúng ta tiến hành ở client này, ở đúng cái vị trí này dưới cái bt header ấy, chúng ta tiến hành là include share client là top trừ header vứt vào để sau này thay đổi gì ở header vào cái file kia mà sửa cho nó nhanh, chứ tìm ở trong này đến chết đấy, chết thật đấy, phải code nó nhiều lắm. Úi dồi ôi, đống deep li các thứ này này. Wow, cái li này đào đâu ra nhỉ? Từ từ nha. Có vẻ không ổn đâu. Để xem lại nào. Cái mớ li nó đào đâu ra? Rất là nhiều. Rồi ôi. Cái gì này trời? Nó nhiều code quá. Rồi. Chờ tí nhá, để tôi tìm lại xem là cái top header nó nằm ở đâu. Bởi vì nó làm cả menu cho phần ấy mà, nó làm cả menu cho cái giao diện mobile. Nó làm cả menu cho giao diện mobile cho nên nó rất là dài. Ủa cái gì đấy, code gì mà tẩu này trời. Revolution. To đấy, còn cái giao diện này to quá. UL này. Deep này đâu đây? Chờ tí để tôi tìm cái UL này ở đâu nhé. Trong li có cả table. Li cái này phải lùi ra. Deep này đâu? Deep này phải lùi ra. Table ở đây. Table ở đây. Deep này. Deep này phải ở đây. Li này ở đây. To lắm. Cái web này to, cái giao diện này to lắm. Đúng rồi. Thằng này phải lùi ra ngoài. Deep, thằng deep này ở đâu? Deep này không tìm được thẻ đóng luôn mà. Bạn chờ tôi tí nha. Tôi sắp xếp lại code của thằng này đã. Nó nhiều quá. Ừ.
Đúng rồi, nó làm cho cả giao diện mobile mà. Nó làm ra nó làm để đem bán cho nó làm phải cẩn thận. Deep này không biết đóng ở đâu vậy. Tôi đố không biết cái deep này đóng ở đâu ấy. Deep này vẫn là con của nó đấy, con của thằng này. Deep này vẫn là con này. Để không biết đóng ở đâu luôn mà. Không sắp xếp lại được code thì nó sẽ rất dễ bị loạn. Để tôi tìm đã. Khiếp thật. Mẹ cái thằng này. Không sắp xếp lại được code thì nhọc đấy. Quá nhiều cốt. Deep ở đâu cũng không biết nữa rồi. Đoạn này là cái đoạn gì chạy? Để xem có chạy được không? Hiện tại thì vẫn chạy được. Nhưng mà hình như tôi thấy nó có gì đó sai sai. Đây đúng không? Cái màu của nó phải là màu xanh như thế này. Nhưng của mình đang màu trắng. Mình cắt sai ở đâu à? Mình cắt sai ở đâu rồi? Sai ở chỗ nào? Đây ở đây nó phải màu xanh mà đúng không? Nó phải là màu xanh như của mình, nó là màu trắng. Tức là mình đã cắt sai ở một chỗ nào đấy trước đấy rồi. Nhưng mà quan trọng là cắt sai ở đâu. Bây giờ đi tìm với nhọc này. Đấy, dùng team nó khổ thế. Game CSS này, IE9 trong CSS này. Sao lại có thằng này nhỉ? Nó bị kéo lên. Không biết sai đâu. Thôi rồi, cái này để về nhà tôi sửa lại rồi tôi buổi sau tôi hướng dẫn chúng ta nhé. Cái này nó quá nhiều code, tôi cũng chưa làm cái này bao giờ. Tôi dùng team khác, tôi hay dùng team khác, tôi không hay dùng cái team này. Rồi để tôi đẩy lên tạm thời đã. Rồi chúng ta sẽ sửa xong. AB. Rồi hôm nay chúng ta tạm thời ở đây thôi. Để tôi về tôi xem. Sửa lại. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà code nhiều quá. Có.